Vâng, xin trân trọng kính chào tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thi Nguyễn Radio Hải Dương. Hôm nay trung tâm tiếp tục giới thiệu với các bác và anh em một trong những con radio cassette tầm size trung, size vừa tầm cũng hết sức là đẹp. Và con này đến từ tập đoàn Latina. Em này có model là ZX5070. Con này sử dụng hai loa và một cửa băng. Thì trước mắt các bác thì đây là một trong những con radio cassette cũng hết sức là hoài niệm. Vâng, trước mắt các bác thì đây là một em Latina. Em này có model là ZX5070, sử dụng hai loa. Loa này sử dụng bát 12 phân, hai loa bát 12 phân toàn giải và không có loa check các bác nhé. Con này là loa toàn giải luôn. Và con này là một trong những con cũng full rất đủ tính năng. Thứ nhất là các cái tính năng về check bát, thế rồi line in, mic các thứ là có hết các bác nhé. Ngoài ra em này sử dụng hai băng sóng AM, FM và FM, con này là full tần số 108 luôn. Ngoài ra con này có cả tính năng TBS là cái tính năng tự động tìm bài. Đấy. Em này là một trong những em khá hoàn hảo và đặc biệt con này hình thức còn rất là đẹp, rất là mới các bác nhé. Con này hiện nay trung tâm có hai con, thì con này là rất mới, còn có một con thì cũ hơn và giá thành chỉ bằng có hai phần con này thôi. Đấy. Tất cả chạy hoàn hảo hết, nó chỉ khác nhau cái hình thức của nó, độ đẹp của nó thôi. Thì con này cũng rất là đẹp các bác nhé. Đây tôi sẽ quay rất chậm cảnh để các bác để ý tinh. Đây, đầu tiên là các cái phần đường truyền nước mạng của loa các bác thấy không? Còn sáng chói luôn. Không có tí nào thì bị ố hay chóc gì hết các bác nhé. Rất mới. Toàn phần. Toàn bộ các cái phần cửa băng các bác nhìn tinh này. Đây là cái này mặt nhôm phay. Toàn bộ đây mặt nhôm phay, còn rất là đẹp luôn. Đây, toàn bộ phần trên này cũng là mặt nhôm phay các bác này. Phần này này. Đấy, nhưng mà giữ rất đẹp. FM của nó full 108 luôn các bác nhé. Full 108 luôn. Còn rất đẹp luôn các bác nhé. Đây. Còn rất đẹp, rất mới. Các cái phím nút của nó còn rất đẹp luôn. Các cái tay mạng, tay cầm của nó còn rất đẹp các bác nhé. Rất mới, đúng lúc còn rất đẹp luôn. Ở đây phía sau đó các bác này. Đây là model của nó các bác nhé. Đó, ZX5070 Magic Japan các bác nhé. Con này điện AC 100V và DC của nó 9V các bác nhé. Tương ứng với chạy 6 quả pin size D các bác nhé. Con này sẽ chạy pin size D. Đây. Chạy 6 quả các bác nhé. Sau có pin sạc đi. Các cái lò xo pin của rất đẹp các bác nhé, không có bị han chóc cái gì. Anten zin các bác nhé. Còn rất đẹp. Và đây là các đường kết nối của nó các bác này. Toàn bộ đường kết nối nó bên này. Đấy. Lối bên này. Line in, line out. Đây rồi các cái đường mic, đường tai nghe. AC bên này hết các bác nhé. Ok, tôi sẽ tiến hành test các cái chức năng để các bác tiện theo dõi. Đầu tiên tôi xin phép được test phần cassette trước các bác nhé. Cassette trước, đây. Ở đây em còn tiêu bạc mãi đâu em ơi. Đời em bao ngày nắng mưa dãi dầu. Con này thì tiếng cassette của nó quá hay. Tôi sẽ thử tính năng tìm bài các bác nhé. Đây. Đến chấm lửa cho nhau. Đây các bác này. Đây tính năng tìm bài ở đây. Bằng này khá là lạ. Nó phải hiện cái đèn này các bác này thì nó mới tìm bài được. Đây là tìm bài thôi. Đang cố tốc độ rất nhanh. Ok, vẫn tốt các bác nhé. Đây là check bass các bạn này. Đây là cân bằng loa. Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau. Hai đứa chung vui hợp tâm đồng.
chờ nhau những ngày mưa. Con này thì cơ của nó thì quá chất luôn, cơ nó quá chất các bác nhé. Và con này là Việt từ rất là mới, con này dây cơ doa còn zin luôn. Em này là một trong những em giữ được khá là ổn định về chất lượng các bác nhé, rất ổn định về chất lượng. Con này thì tiến quá chất luôn các bác nhá, tiến quá chất luôn, và các cái tính năng của nó chạy full hết luôn. Con này là một trong những con gọn nhưng mà full hết tính năng luôn các bác nhá, rất gọn nhưng full hết tính năng, rất là tốt. Ok, đó thì đó là phần cassette của nó các bác nhá. Ở đây tôi đi tôi lại các bác này, đây tôi đi này, vẫn tốt các bác nhá. Này tôi đi không biết coi gì tinh này. Đang đến thuận này là lỗi tôi tương ngược lại các bác này, đấy, tương ngược lại, này. Ok, đó tính năng con này rất hoàn thiện luôn. Tôi sẽ thử cái tính năng radio các bác nhé, cái phần cassette thì đang con này hết rồi các bác nhé, cassette thành con này hết rồi, tính năng của cassette thì rất là con này rồi. Tôi sẽ thử các bác cái phần radio, radio các bác gạt lên trên này, đây. Chưa lo tôi thì tha kệ đời khó qua màn đêm mặt trời lo lăn bánh xe dù cho thân mình ôm ò thương mình như chết thơ lang thang trên cung đường dòng trời và đôi mắt ta in sâu bao vẻ đẹp đất trời kia là chân trời tươi mới của anh mình nuôi đùa phơi phới và ánh mắt ấm áp trong ngày thành thơ gió nhẹ nhàng khẽ đung đưa mây về bên này xua đi những giận hờn hận thua nơi chốn đây nắng dịu dàng lướt qua bờ mi và ai thẫn thờ khi thiên nhiên cất tiếng ca là khi ta quên mọi muôn phiền hôm qua những ngày thành thơ là ngày ta biết thức giấc con tim yêu thương ta cất nên lời những ngày thành thơ là ngày ta biết ngày rong chơi thả tâm hồn lạ lơi cho theo nhịp con tim đi ông ơi bao vương buồn trong đời thả người xin phó thác cho ông rời tâm cứ quên mộng chỉ cứ xây vòng cho theo những bài nhạc không lời yêu thương là tất cả những gì ta có con này có cả chiếc dao các bạn ạ bên ta bên nhau giữ công an đề nghị người dân cung cấp
Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và huyện Gia Lâm. Trước những điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch của Hà Nội, trong chương trình thời sự VTV1 ngày 10 tháng 1, một số được xây dựng trước 17 năm, áp dụng hiện có 14 giáo viên với 322 học sinh, đa phần là người Ba Na. Thầy giáo Phan Danh, phó hiệu trưởng nhà trường cho cha cân, còn ai kiến nghị mình nữa? Kiểm tra đầu vào đóng hàng hẳn hoi không dối trá. Chứ bây giờ đã kiểm tra hàng tốt như thế rồi, mà bây giờ sống bằng kỹ thuật số rồi. Ok, đó là phần FM các bạn nhé. Hai em đây. Sáng quan tâm. Không được dùng đèn flash. B. Yếu chỉ số yuan mà. Có người thuyết minh không? 4. Tuy nhiên, hãy có sẵn mà xin trả lại. Qua 11 tháng 1, bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Sinh Bôn nêu quan điểm số nhiễm hàng ngày có thể tăng nhưng... Ok, đó là phần radio con này chạy rất tốt các bác nhé. Con này nói chung là phần radio cassette của nó thì quá hoàn hảo rồi. Tôi sẽ gửi các bác cái phần live in của nó để các bác tiện theo dõi. Con này là một trong những con hết sức là chất, rất là chất luôn các bác nhé. Đây, nó có live in này A các bác này, là trên là live in này. Ở dưới này là live A. Và con này cũng là một trong những con nhiều các bác thích về cái hình dáng của nó. Hết sức là cân đối và lại phun hết tính năng luôn. Đấy. Thông thường ở những cái đài mà nó nhỏ nhỡ nhỡ tầm này thì nó tính năng nó không mấy khi hoàn hảo như con này. Con này thì phun hết tính năng luôn, nên là rất là tiện cho các bác theo dõi nhé. Đây, tôi sẽ test cho các bác cái phần line in để các bác tiện theo dõi nốt cái chức năng của nó này. Tôi xin phép được test từ điện thoại ra để các bác đây, các bác chỉ phải gắn trên này, trên cùng này. Đó, nó sẽ sang line in. Quay cái phần số sơ di để các bác tiện theo dõi. Em này thì tôi cũng chưa biết số sơ di nó nằm ở đâu. Đây. À, con này sơ di nó nằm ở dưới đít các bác nhé. Đấy, rất là lằng nhằng. Đây, sơ di nó đây. Đuôi của nó là 38838 các bác nhé. Đây là số sơ di của nó. Đấy, em này để sơ di ở dưới đít. Rất là khác biệt luôn. Chứ ở trên này tôi thấy không có số sơ di. Toàn bộ trên này không thấy có. Để dưới đít luôn các bác nhé. Đó, thì số sơ di có nằm ở đít luôn. Khi các bác nhận lại, các bác nhìn đúng số sơ di này các bác nhận. Rồi, ok, tôi xin phép được tạm thời tôi test hết các cái tính năng như thế để các bác tiện theo dõi. Thế còn em này thì cái máy của nó còn rất là mới. Máy còn rất mới bởi vì các bác biết là cái hình thức nó còn giữ được đẹp như này. Thì đương nhiên cái máy nó còn rất là mới thì mới giữ được cái hình thức như thế này. Chính vì vậy là cái sản phẩm này tôi cũng xin phép không được tháo ra. Nhưng tất cả những cái này tôi sẽ cam kết các bác là zin 100% hết nhé. Zin 100% từ con ốc luôn. Đó, cho nên các bác yên tâm là những cái sản phẩm trung tâm đã kiểm tra rất kỹ lưỡng rồi các bác trước khi các bác sử dụng rồi. Cho nên các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Con này còn rất đẹp, rất là mới. Các cái vị trí còn rất trong vắt luôn các bác nhé. Hệ thống Meka rồi cái phần cửa băng cũng như phần sóng này là full hết. FM full 18 nhưng mà nó trong vắt luôn. Rồi, con này thì có phân khúc giá rất là hợp lý các bác nhé. Phân khúc giá rất là hợp lý. Thì các bác liên hệ sớm để lấy cái giá tốt nhất có thể. Em này là trong phân khúc giá khá là phù hợp với cái độ đẹp của nó rất cao. Và con này trung tâm có hai con. Có một con thì giá hợp lý hơn nữa là cái con nó hình thức nó không được đẹp bằng con này. Thì con đó giá của nó tầm khoảng độ 2 triệu 2 thì các bác nhé. Còn con này nó sẽ đắt hơn. Đấy, thì các bác liên hệ sớm để các bác nhận được cái sản phẩm mình mong muốn nhất có thể. Thì
chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé.